Trên sân nhà, Arsenal tiếp đón Leicester City tại vòng 34 ngoại hạng Anh. Lúc này trên BXS, Leicester đang đứng ở vị trí thứ 3 trong khi Arsenal đứng ở vị trí thứ 7. Kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua top 4 của cả hai đội bóng. Leicester City chỉ còn hơn Chelsea 1 điểm, hơn Manchester United 3 điểm nên chắc chắn họ sẽ phải cố gắng hết mình trong chuyến làm khách tại Emirates. Cũng tại vòng đấu này, Chelsea làm khách trước Crystal Palace trong khi Manchester City tiếp đón Newcastle. Liverpool đối đầu với Brighton trong bối cảnh Tân Vương vẫn còn cơ hội phá kỷ lục 100 điểm sau 38 vòng đấu. Manchester United sẽ có chuyến hành quân tới sân của Aston Villa và 3 điểm có vẻ như hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Solskjaer.